Sáng nay tại chùa Bái Đính, đoàn đại biểu của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Phạm Quang Ngọc, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tới chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Quang Ngọc đã gửi tới các chư tôn, giáo phẩm, tăng ni, Phật tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh lời chúc sức khỏe, đón mùa Phật đản an vui, hạnh phúc, chúc đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh thành tựu viên mãn. Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo tỉnh và các tăng ni Phật tử trên địa bàn tỉnh đã luôn đồng hành cùng với cấp ủy chính quyền tỉnh trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, tỉnh luôn quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo phát triển, trong đó có Phật giáo, nhằm phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự phát triển quê hương đất nước, nâng cao hình ảnh vị thế văn hóa con người cố đô Hoa Lư với thế giới. Đồng chí mong muốn thời gian tới, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, tuyên truyền vận động các tăng ni, Phật tử và nhân dân nêu cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, khơi dậy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân cùng xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc. Đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cấp ủy chính quyền đối với Giáo hội Phật giáo tỉnh cũng như các hoạt động Phật sự trên địa bàn trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ quyết tâm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo, tích cực tuyên truyền vận động các tăng ni Phật tử tham gia phát triển kinh tế xã hội của địa phương, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, chung tay góp sức xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng phát triển.